Tử vi thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 âm lịch ngày bính thân, tháng canh tuất năm nhâm dần. Xung ngày, giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tất nhâm thìn xung tháng. Giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 10 tháng 10 năm 2022 người tuổi tí cảm thấy vô cùng nhiệt tình và hăng hái trong ngày hôm nay, khi có tam hợp nâng đỡ. Những rắc rối bất chợt xuất hiện không hề khiến bạn nản lòng thoái chí ngược lại bạn sẵn sàng là người tiên phong tìm cách giải quyết vấn đề bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kỳ vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình bởi bạn không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp mà còn được lãnh đạo đánh giá cao hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa công lao của bạn chẳng hề uổng phí đâu kim sinh thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất đầm ấm và hòa thuận nếu có thời gian rảnh rỗi bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm giữa các thành viên bằng một bữa ăn ngon hoặc đơn giản là cùng xem một chương trình giải trí. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ. Thân, hợi, sửu. hai Tuổi sửu ngày 10 tháng 10 năm 2022 thương quan giáng họa, cuộc đối thoại giữa người tuổi sửu và cấp trên có thể dễ dàng trở nên căng thẳng nếu không biết kiềm chế con giáp nóng tính này có thể hành động hoặc nói những lời gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến trên phương diện tiền bạc những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định tốt nhất bản mệnh không nên vội vàng ký kết hợp đồng với những đối tác mình chưa thực sự hiểu rõ vào ngày thứ hai này hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn nhé trên phương diện tình cảm Thổ sinh kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình nên dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Chắc hẳn bạn sẽ khiến cho một vài người cảm thấy xuyến sao đấy. Hãy mở lòng mình để thử cho đôi bên cơ hội nhé. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu, vàng quý nhân phù trợ tí, sử tí. Ba tuổi dần ngày 10 tháng 10 năm 2022 dần thân tương xung cho thấy người tuổi dần sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải cắn đắng quá nhiều công việc. Tuy nhiên, dù không được ai giúp đỡ, bạn cũng hãy cố gắng làm việc thật tốt, chớ tốn thời gian than thân trách phận. Hãy có cái nhìn tích cực hơn về những gì mình đang gặp phải. Khó khăn là yếu tố không thể tránh được trên con đường phát triển, hoàn thiện bản thân trải qua khó khăn bạn sẽ ngày càng trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn để đến một lúc nào đó có thể chinh phục đỉnh cao xem ngày tốt xấu theo trực trực khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ an táng vì thế bạn nên sắp xếp công việc cho phù hợp để quá trình thực hiện gặp nhiều điều thuận lợi may mắn hơn giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh ra trời quý nhân phù trợ tí, tuất, hợi. Bốn, tuổi mão ngày 10 tháng 10 năm 2022 xem tử vi trực tuyến chính ấn trao cho người tuổi mão cơ hội khẳng định vị thế. Nhờ có kinh nghiệm dày dặn, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc được giao dù cho đó là một công việc khó khăn thậm chí bạn còn dư thời gian giúp đỡ người khác nữa tuy nhiên dù có đạt được thành công như thế nào bạn cũng đừng vội hài lòng với thực tại mà tỏ ra thơ ơ chủ quan hãy tự đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn và cố gắng không ngừng vì điều đó kim khắc mộc mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình bạn đừng lấy lý do công việc bận rộn để kéo giãn khoảng cách với người ấy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ của hai người sẽ ngày một lạnh nhạt tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân đấy. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, ghi quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. Nam, Tuổi thìn ngày 10 tháng 10 năm 2022 người tuổi thìn có một ngày làm việc thuận lợi. Nhờ có tam hợp trợ giúp cũng như sự cổ vũ, động viên của mọi người xung quanh. Bạn thậm chí dám thử sức ở những lĩnh vực mình chưa từng nghĩ tới. Có thể hôm nay bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, Bản mệnh cần cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh và thuận chí hơn khi trao đổi ý kiến với bạn bè, đồng nghiệp. Quá trình giao lưu sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân cũng như rõ ràng hơn trong định hướng tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mờ u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường. Vàng, xám quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 10 tháng 10 năm 2022 do có nhị hợp đem lại tác động tích cực người tuổi tỵ trở thành con giáp nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh. Quan sát thái độ của mọi người bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp để chinh phục lòng người trong ngày thứ hai này bạn có thể nhận được lời động viên của bạn bè đồng nghiệp xung quanh vì thế không lý nào bạn lại chịu đầu hàng trước thử thách cả bạn hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa bạn cũng chẳng hề đơn độc đáng buồn dù xã giao thuận lợi nhưng hỏa khắc kim lại cho thấy gia đình bản mệnh đang xảy ra vấn đề vợ chồng bạn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì ai cũng cứng đầu cứng cổ, không chịu nhường nhịn nhau. Thực chất, vợ chồng thì không nên so đo thiệt hơn như vậy. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. 7. Tuổi ngọ ngày 10 tháng 10 năm 2022 hỏa khắc kim cảnh báo người tuổi ngọ rằng có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia trong một vấn đề nào đó đấy. Trước khi tin theo lời người ngoài rồi nghi ngờ, chất vấn người ấy bằng thái độ khó chịu, bạn hãy thử lắng nghe lời người ấy nói xem sao. Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà do những suy nghĩ khác biệt bạn nên thử lắng nghe ý kiến của người đi trước trước khi khăng khăng với quan điểm của bản thân đừng đặt cái tôi cá nhân quá cao như vậy kiếp tài khuyên bản mệnh tốt nhất không nên có những hành động liều lĩnh thiếu lý trí trong công việc nếu có lỗi sai hãy dũng cảm thừa nhận hành động nhận lỗi không những không khiến bạn bị chê cười mà còn khiến nhiều người thấy cảm phục và yêu mến Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường tím, vàng cam quý nhân phù trợ tỵ, mùi tuất. 8. Tuổi mùi ngày 10 tháng 10 năm 2022 thương quan khuyên người tuổi mùi nên tuân theo yêu cầu của lãnh đạo trong ngày thứ hai này, đừng nên tỏ ý phản đối quá rõ ràng, khiến cấp trên mất mặt. Dù có bất mãn đi chăng nữa, bạn cũng nên tìm cách khéo léo để thể hiện quan điểm bên cạnh đó bản mệnh cũng không nên quá hiếu thắng so đo hơn thua trong mọi việc đặc biệt hành động dùng mọi cách để giành thắng lợi thậm chí sẵn sàng hãm hại người khác là nên tránh nếu bạn giành chiến thắng bằng cách đó thì chẳng vẻ vang gì nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ hai này bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cà phê quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Chín, tuổi thân ngày 10 tháng 10 năm 2022 thiên tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi thân có cơ hội phát tài một cách bất ngờ có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó may mắn hơn một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào vận may của mình tuy nhiên hãy chỉ coi đó là một khoản tiền khích lệ chứ đừng nên phụ thuộc vào đó hơn nữa nếu quá phụ thuộc vào một việc nào đó bạn sẽ trở nên trì trệ thiếu ý chí phấn đấu kim khí vượng Bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người làm văn phòng không nên ngồi một chỗ quá lâu, người cao tuổi chớ nên làm việc hoặc tập thể dục quá sức. Giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng kim, trắng quý nhân phù trợ tí, thỉnh dậu. 10 Tuổi Dậu ngày 10 tháng 10 năm 2022 tử vi 12 con giáp hàng ngày công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của tam hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà bếp và bếp lò do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ, sửu, thân, tuất. 11, tuổi tuất ngày 10 tháng 10 năm 2022 chính tài cho thấy người tuổi tuất có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại. Bạn cần tìm cách sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, chớ nên nghĩ đến việc chơi bời hưởng thụ có thể thấy rằng bạn là người có tài năng vì vậy đừng nên lãng phí tài năng của mình hãy sẵn sàng thử sức trong những công việc mới đừng vội hài lòng với những gì đã quá quen thuộc bạn còn có thể tiến xa hơn hiện tại rất nhiều trên phương diện tình cảm thổ sinh kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa nếu đã phải lòng một ai đó bạn nên dũng cảm bày tỏ để có thể mở ra một cơ hội triển vọng cho đôi bên đừng tiếp tục ngại ngần nữa. Bởi ai cũng xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình. Giờ tốt, 1 giờ, 3 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân, phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tuổi hợi ngày 10 tháng 10 năm 2022 tương hại đem tới kẻ tiểu nhân ném đá dấu tay, khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối diện có tồi tệ thế nào đi nữa bạn cũng cần nhắc nhở bản thân mình chớ nên hành xử quá nóng nảy trong công việc trước khi bắt tay vào một việc gì bạn nên trao đổi thảo luận với đồng nghiệp nhiều hơn chứ không nên tự động làm mọi việc theo ý mình đôi khi phát huy trí tuệ của tập thể sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề đa chiều và chính xác hơn kim sinh thủy nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần có một không hai của bạn chỉ cần tâm sự với người ấy, bạn đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho dù đối phương không thể trực tiếp giúp đỡ bạn nhưng vẫn có thể giúp bạn tìm ra hướng đi mới, không đâm đầu vào ngõ cụt. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh nước biển. Trắng quý nhân phù trợ tí, sửu, mão.